Hội trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay trại có về lô này là 12 con đực kem lỡ nha, chiều cao tương đương nhau nha, từ 1m18 tới 1m2 bò nha, có con cứng 1m2 nữa, nhưng mình tính trung bình là từ 1m18 tới 1m2 nha. Bò này nằm 11 tháng tuổi nha. Mình nói cho chú như là bò này 11 tháng tuổi, giờ nó lên xương sốc rất là to luôn, giờ mình vô cám cỏ là nó lên thịt đúng lại luôn. Đây quay con thứ nhất nha, lô này 12 con một màu, một lô kem vàng hết trơn, có con kem xám, 11 con kem vàng, có một con kem xám. Cái đầu hết hộng đầu bự rồi, mấy con đầu bự này nó mau lớn. Rồi con thứ nhất nha, lô này giá cực kỳ hấp dẫn cho cô chú anh chị nha, 20 triệu một con, lô bò được lỡ 11 tháng tuổi nè, 20 triệu một con được lỡ. Này khung tàn nó có sẵn mình vô cám cỏ là lớn tóc thành luôn. Bò này bự bò lắm nha. Hai chục triệu một con, lô này là 12 con được lỡ. Hai con này nó đều cỡ một con thôi, chiều cao nó đều bằng trang cái này. Nếu mình nuôi vô thịt là nó ra một lượt luôn, mình ra thịt một lượt luôn, xứng bò. Mười hai con, giá là 20 triệu con được lỡ nha. Bò này mình thúc 7-8 tháng là mình ra thịt rồi. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Nay chị ba bê cũng ra nhiều, khoảng 20 con ba bê nha, đều một cỡ luôn, 20 con ba bê đẹp lắm, mai quay. Rồi mình quay chậm chậm lô này 12 con cho cô chú chị xem nha, 12 con đực kem lỡ, nằm 11-12 tháng tuổi nha, chiều cao trung bình là 1m2 bò. Có con 1m17-18 nữa nha, chắc có 2 con 1m17-18, hơi thấp hơn tí. 20 triệu con được lỡ nha, nhỏ béo lắm. Bò này khung tàn lớn nha, nhìn xương này. Con nào cũng xương to không. Mọi cô chú anh chị mình thấy dưỡi con nào thì mình bóc Zalo mình điện liền con đó. Nó là cặp nào đó mình thấy. Dưỡi, mình kết bạn Zalo rồi mình quay kỹ hơn nha. Tại đây 12 con nữa mình. Những bò này da mỏng luôn, mau lớn, mau vô thịt. Rồi cô chú anh chị thấy ưng ý con nào thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha, trại bò Vinh Nguyễn mang thích Vĩnh Long nha, qua cầu Mỹ Thuận về hướng chợ Vĩnh Long nha. Qua cầu Mỹ Thuận hướng về chợ Vĩnh Thông, chạy xuống khoảng 17 cây số là tới. Nằm đường lộ tỉnh lộ 902 nha. Tỉnh lộ 902 giờ thẳng sát lộ. Lô bò này quá đã luôn cô chú chị, 12 con được lỡ. Cái này người ta nuôi người ta mua lúc bò 5 6 tháng. Mình nuôi thêm 5 tháng mấy 6 tháng nữa nè. Giờ khung tà nó có sẵn gì mình thúc cám cỏ là nó lên thịt tốc độ luôn. Nên là dỗ rất là mau lên. Rồi cô chú anh chị ưng ý con nào thì gọi cho trại bò Vinh Nguyễn Vĩnh Long nha. Chúc cô chú anh chị mình chăn nuôi thuận lợi nha.